Đây, thấy vậy á. Đây, thay nó xem đây nè. Nào A3 với A14 nha. Trên đường chúng ta chúng ta cái ngày này phải đi đâu rồi. Trời đi đâu. Trên đường cũng giảng như chạy vậy mà. Trên đường cũng giảng. Cái tuần đó càng chú ý là cái đề là sao thì chúng ta có cái gian vậy. Nay nhiên mệt. Mà khi tôi nói xong cái tôi cho kiểm tra các em nó mới vui. Tại nhiều đứa nó vui thì hay thở thở đầu một tên nào nó lúc cho kiểm tra nó vui. Rồi, nghe nhìn thấy bài toán này. Bài còn nghe. Đối với cái dạng toán này nó có hai cách giải. Mà hai cách giải này ở đâu ra? Thì mấy em nghĩ thầy hàm số này có tập xác định D bằng N. Cái bước này là cái bước như thầy đã nói, mình làm để tự mình nhắc nhở mình. Vì sau này có thể không phải tập N nữa. Mà nó trong một phạm vi hẹp nào đó. Mà trên cái phạm vi đó hàm số chưa chắc tồn tại. Mình phải định cho nó tồn tại. Bước thứ nhất. Bước thứ hai, lấy cầu hàm. Đến đây ta cần làm gì liên quan đến đạo hàm này? Cần làm gì? Đến khi tiếng bên đây cần làm gì? Cần làm gì nữa? Đến đây cần làm gì? Ghi định làm gì? Chỗ nào này? Hả? Chỗ nào rồi? Đến đây cần làm gì? Hả? Ghi định làm hả? Làm gì? Ghi định là mày. Sao nhấn mạnh vậy? Đó là nhấn mạnh lên chắc cú. Thắng ngạo. Đó là cái lắp này. Bây giờ tôi nói em với chương trình đó. Chương trình Việt Nam mình cho bác dạy. Ai nói các bạn hát ngồi sau mấy con lắp đó là cũng giống. Suốt ngày cứ cho nhỏ nghe cái bài hồ số bé không lát, hồ số bé không lát, bây giờ lên tới lớp 12 còn lát nha. Em, nghĩ em, thắt luôn rồi tới chân. Thiện, thiện, quăng luôn một tên, thiện, thắt luôn, sau thời gian sang nghỉ thắt luôn. Đó là làm gì? Như quá. Nghe cái tóc cơ đó. À, lớn mà không, hay quá. Nó coi cái tóc này. Nghe giùm tôi nè. Đến đây ta sẽ giấu cái thằng điện thoại. Đó là cái tôi cần. Nhưng vì hàng của mình đang là hàng bậc 3 thì em nhìn qua đây thằng cái gì đó bàn. Nhưng ít nhất trong đầu em phải bật lên đến đây là mình phải xét dấu cái thằng y phải, xét dấu cái thằng đầu hàm. Mà xét dấu đầu hàm nó có hai cách. Cách thứ nhất, dùng nguyên tắc đang dấu của lớp 10 hoặc lớp 11. Dựa trên nghiệm bộ chẳng của này, và này trò các bạn cũng đang. Cách thứ hai để xét dấu nó là dựa trên đồ thị
Chính vì ngay cái chỗ xét dấu này nó có hai cách, cho nên mới hình thành hai cách giải trong bài toán hàng bậc ba. Cách giải thứ nhất dựa trên nguyên tắc đa dấu của lớp cùng, được chưa? Cách thứ hai dựa vào đồ thị. Mà đa phần em sẽ gặp giai đoạn này khi em hỏi bạn bè hoặc trên lớp sắp tới đang học là dùng đồ thị không á, mà quốc cho gì phải lớp còn không gì đó. Nhưng đây là trò ta đang nghĩ lớp cùng. Vậy nhớ thì thầy nghe cái bước mà mình cần phải làm đó là đi xét dấu là đi phải như thế. Đến giờ này do mình chỉ học xét dấu một thứ là dựa vào nghiệp vụ chẳng có lẽ. Lúc sau này mình sẽ học tới đồ thị mà. Giờ xét dấu này theo kiểu lớp 10 là phải dựa trên cái hệ số. Giống như nãy bạn kia nói là dựa vào hệ số tổng ít bình dân. Bài ngay cái chỗ này đó là một điểm thức của chữ M. Nó có thể bằng không, nó có thể khác không. Những trường hợp thằng này bằng không nhưng giả cho được M bằng 1. M bằng 1 đây là động tác thử lại. Và thử lại ở đây giống em, em thế vô y phẩy cũng được, nhưng thường thầy sẽ thấy vô y. Với M bằng 1 thầy y của mình được ghi lại thành là tiếp cộng 3. Hàm số này rõ ràng nó tăng trên R. Tại sao vậy? Tôi đang ôn là kiến thức lớp 9 này. Vì hệ số gốc K, vì rõ luôn nha, hệ số gốc K bằng 1 dương. Lớp 9 mình học hệ số gốc dương hàm đồ thị đi lên từ trái qua phải đúng không? Lớp 11 thì mình nói đó, lớp 10 cái đoạn mình nói là hàm tăng. Hệ số gốc M trong lớp 9 mình học đồ thị đi xuống từ trái qua phải, lớp 10 mình nói là hàm giảm. Còn nếu hệ số gốc bằng không nó hàm không đổi thì hàm ngắn. Được chưa? Các đầu ôn này không lý do là không ôn cả. Vì cuối lớp 11 mình không tiếp tiến mình đụng tới hệ số gốc hết đâu hả? Vậy đó bỏ được yêu cầu đề bài cho nên mình nhận cái M bằng 1. Trường hợp thứ hai, khi M trừ 1 cắt 0 ra M cắt 1. Đề yêu cầu hàm số của mình là sao? Tăng trên R. Lập tức mình nhìn về các bảng bên đây. Khi A khác 0 nó có 6 bảng, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy nó tăng lên R thì xảy ra bảng số mấy? Bảng nào? Chỉ có xảy ra bảng số 1 với bảng số 3 thôi. Đây là ký hiệu viên của thầy trò mình, của môn phái mình. Danh môn danh phái chỉ có trang là hai cái bài thôi. Được chưa? Có đứa là nó không gì bản một bài nữa, nói cái bản gì vậy? Thầy Quỳnh mắt không như vậy. Đừng nổi không? Lấy sao bản thầy nói vậy? Mà các bản 1 với 3 này nó tương đương với gì? Nó xảy ra khi A yếu và delta phẩy sao? Bé hơn và bạn hơn. Vậy là mình tính delta phẩy cho thầy. Thầy đang ôn lại cái delta phẩy cho mấy em. Cho nên trong cái trường hợp này cái delta phẩy của mình nó bằng gì nè? B phẩy bình là lấy này chia cho 2 thì ra là M trừ 1 bình trừ AC là trừ 2 này nhân nhau này không? Ngày mai nhảy xong cái đứa chưa ra về các thầy thành dưới thầy tập. Bên kia thầy B bình trừ 3 AC bên cái thầy tính bị chưa giờ. Số 3 của thầy đâu? Không, tôi chắc bấm tôi số 3 đâu. Tôi nói tôi xin lỗi tôi để quên nhà này. Thôi về đi chứ tôi lấy tôi chưa cho em. Tôi chưa về tới nhà nhé, không hiểu rồi. Không nên. Công thức em ta phải nhắc lại là chỗ bậc 2 của mình nè, cái hệ số trong ý của mình đang chia cho 2. Thì trong đề là đi chia 2 ra M trừ 1 nè. Thì M trừ 1 bình trừ cho 2 này nhanh nha. Thì rút gọn lại trong cái trường hợp này nó ra được là trừ M cộng 1. Đến đây thì nó tương đương với nè M trừ 1 lớn không trừ M cộng 1 bé bằng không M lớn 1
M lớn bằng 1 thì giao lại ra M lớn 1. Vậy trường hợp 1 mình nhận cái M bằng 1, trường hợp 2 mình nhận M lớn 1, mình ra được kết quả M của mình lớn 1 phần. Được chưa? Rất nhiều em học công thức công hóa đi thẳng vô ngay chỗ này rồi. Nhưng trước khi đi thẳng vô chỗ này, nó có một chỗ sau đây nghe giùm thầy. Cái bảng 1 với bảng 3 đó, các bạn đã xảy ra trong trường hợp đi phẩy của mình lớn không là bảng 1 với một ít một R, đúng không? Còn bảng 3 có phải đi phẩy lớn hơn hoặc bằng không với một ít một R đó. Và cái bằng không này xảy ra tại mỗi hàng điểm. Khi A khác không thì cái hàm này là hàm bậc 2. Thì nếu nó có bằng không thì có đa là sao? Hai chỗ thôi. Họ được từ lý hai bậc sai này rồi. Nhưng hỡi ơi, sau một thời gian hay không phá, đúng là phá thì mà không nghiêng ngay các bạn đang đi thẳng cái này. Hàm số tăng trên R tương đương phút này lớn bằng không với một ít một cái hàm. Rồi sau đó em có chia trường hợp, em thấy số vô các thử cuối cùng nó quá đó. Vì ngay lúc đó tôi sửa cái đề lại ngay cái này mời trường 1. Em làm cái đó các em nhận giá trị M bằng 1 này. Trong khi đó giá trị M bằng 1 trong trường hợp không có nhận. M 1 tới vô ra y bằng 3 hàng hàng. Nhưng vì trong đầu của mình nó thuộc có mỗi công thức y phẩy đó mà không có mỗi ít một cái R. Thì thấy M bằng 1 vô nó hạng bằng 0 mà. Nhưng đâu phải còn đề bài. Thì cái này nó chỉ có được khi nào? Nó chỉ có được khi A và các không. Hiểu ý chưa? Và này nhắc lại, cách định này nó có hai cách. Đây là cách tổng quát liên quan đến hàm bậc 3. Thầy trò tôi luyện cách này trước và cố gắng nắm cái này được luôn. Còn cái chuyện mà dùng tiếng hồi nãy mà cái tóc cơ nấu như vậy lắm mà câu mát. Nghe nè, tôi sẽ chạy mang, tôi chạy giấu đâu. Nhưng nó không phải lúc này. Và tôi sẽ chỉ mang luôn khi nào nên xài, khi nào không. Để giờ đáng luyện này trước thì thầy. Và về nhà làm tiếp mấy cái câu còn lại của bài 1.8. Nếu nó bài nào của mình á, mà nó nói về đừng có làm chất ẩu bài này, mình đừng làm chất ẩu, mày làm cho tao nè. Thì hãy nói nó dịch xuống câu số 7 đó là sao.